Con này là Linh việc lên ý, nhưng mà con này lên gần như là gần full ý. Đấy. Lên full ý luôn rồi. Phục vô phục này, phục RCB. Phục đẹp áo quá ý này. Lên tay thắng gì đây? Thanh kiến luôn, mà không biết loại gì. À, con lên này là 150 à? 150 lên form ý này năm bao nhiêu đây anh? 26 form ý nha các anh chị ơi. Quá, con này đẹp quá. Con này giống lên bộ ấy luôn ta. Ok, tiếp tục thì mình lại cập nhật cái lô xe ở bên cửa hàng 2 á, cửa hàng xe máy Cao Lê nha anh em. Địa chỉ vẫn là 497A Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, Giang Bằng, Bình Dương ha. Đó, hai bên cửa hàng thì anh em nào mà xem được clip này mà chưa xem được clip ở bên kia thì mình tìm lại, mình tham khảo. Rồi, vẫn đồng hành giới thiệu mình, hôm nay thì vẫn chị Hà sẽ hỗ trợ giới thiệu. Vâng, vẫn là em đây các anh chị ơi, không ai khác nha. Tiếp tục cập nhật lô xe bên cửa hàng bên này cho anh chị em mình là hai bên cửa hàng cách nhau 10m thôi, địa chỉ vẫn là 497A Nguyễn Tri Phương, An Bình, Di An, Bình Dương. Vâng, bên này có rất nhiều mẫu xe giá tầm trung tầm vừa cho anh chị em mình đi làm nè. Đây chiếc Vision FI phun xăng điện tử 2014 các anh chị nè. Biển số 94 Bạc Liêu. Bán anh chị em mình 13.500.000 đồng, ai lấy xe tại cửa hàng bán 13 triệu luôn. Rồi. Gian nút. Vâng, ra nớt này bán anh chị mình 13 triệu chấn luôn. Ai lấy xe tại cửa hàng bán 13 năm luôn. Rồi, tiếp tục. Vision. Ship về thì bao phí ship không bớt các anh chị nha. Vâng, chiếc này Vision 2014 biển 67 An Giang. 13.500.000 đồng, lấy xe tại cửa hàng bán 13 triệu luôn. Vâng, Vision này biển số 36, 17.500.000 đồng, lấy xe tại cửa hàng bán 17 triệu cho mọi người luôn. Rồi. Vâng, chiếc này Acuzo các anh chị nha. 2016-17 luôn, biển 62 Long An. 12 triệu đồng, lấy xe tại cửa hàng em bán anh chị em mình 11.500.000 đồng luôn. Rồi, vâng, chiếc này Novo 6 các anh chị nè, Novo 6. Biển số 71 Bến Tre, em bán anh chị em mình 12.300.000 đồng. Lấy xe tại cửa hàng bán 12 triệu luôn. Tặng chai nhớt cái nón bảo hiểm cho anh chị em mình nhá. Vision. Vâng, chiếc này Vision biển 66 Đồng Tháp này. Bán anh chị em mình 12 triệu 9. Anh chị em lấy xe tại cửa hàng bán 12 triệu rưỡi luôn. Vâng, chiếc Leaf này 10.300.000 đồng, rồi lấy xe tại cửa hàng em bán 9.800.000 luôn. Rồi. Cái này Mio Classico các anh chị nhá. Biển 61 Bình Dương. 9.500.000 đồng. Rồi lấy xe tại cửa hàng bán 9 triệu luôn. Lick. Kiên ơi. Ôi, kêu Tùng ơi. Kêu cậu Kiên dắt vào đây quay luôn. Đang về tiếp tục hai con nữa nào. Vâng, chiếc Leaf này các anh chị này, Leaf này 84 Trà Vinh nhá. Bán này chị em mình 9.300.000 đồng luôn. 300. Đó. SH này lại về nữa anh em, đang quay thì lại về. Con bán này về, là thân. Bao nhiêu của con ơi? Này giống SH ý là ta. Ấp ý luôn nhưng mà. Lên cặp phục RCB kìa. Đúng rồi, lên form ý. Đó, phục xịn nha anh em. Chạy hỏi bác Lê coi cháu. Quay bên đây đi để hỏi giá cái đã, hỏi giá hai con luôn nha Tùng. Mới vừa về nha anh em, từ từ á. Vâng, chiếc này Exide 150 các anh chị này, cực kỳ đẹp luôn, 2018, biển 61 Bình Dương. Bán này chị em mình 18.500.000 đồng. Màu xanh đen nha các anh chị nhá. Đẹp bây giờ rỉ quá. Quá đẹp luôn này, đẹp rẻ quá trời rẻ luôn này. 18 năm mà quá đẹp luôn này. Chưa bằng tiền chiếc xe Jurus mới này. Đúng rồi. Đi đẹp 150 rất là sang luôn các anh em và các bạn ơi. Rồi, chiếc này Acuzo các anh chị ơi, biển số 83 Sóc Trăng. Bán anh chị em mình 13 triệu thôi nhá. 13 triệu. Ai lấy xe tại cửa hàng bán 12 năm luôn. Con này Raider. Chiếc Raider này xả lỗ nhiều lắm rồi mà vẫn chưa có chưa có lọt vào mắt xanh của anh nào hết này. Biển số 36 các anh chị nhá. Từ 31 triệu mà hôm nay giảm còn 24 triệu rồi này. Bán 23 triệu luôn, xả lỗ rồi, lỗ thêm chút nữa không sao này. 23 rồi, triệu. Rồi, tiếp tục Winner V1. Winner V1 16 chấn, bán anh chị em mình 16 năm luôn, 2018 luôn, biển số 48 Đắk Nông. Vâng, chiếc này màu xanh đen này, biển 67 An Giang này. 16 triệu chấn luôn các anh chị nhá. Bán 16 năm luôn. Chiếc này Exide 135 biển 61 Bình Dương này, bán anh chị em mình 14.500.000 đồng. Rồi, này có con đây, này là Lít 125 nha các anh chị. FI phun xăng điện tử 125 này, màu đỏ đô, biển 68 Kiên Giang.
Em bán anh chị em mình 16 triệu 9 nha anh chị nha. 17 9 bán 16 9. Vâng, chiếc này là chiếc NVS các anh chị ơi, biển 61 Bình Dương 2018. NVS này khóa thông minh thắng ABS các anh chị nha. Bán anh chị em mình 16 triệu 500 ngàn đồng luôn. 16 triệu 500. Basic. Vâng, chiếc BZ này biển 60 Đồng Nai các anh chị ơi, bán anh chị em mình 19 triệu 500 ngàn đồng. 19 triệu 500. Phiên bản Vision 2011 các anh chị nhé. Vision này 2014, biển số 70 Tây Ninh, 13 năm bán 13 triệu cho anh chị em mình luôn. Rồi, Novo 5. Vâng, Novo 5 này biển 70 Tây Ninh các anh chị này. Màu trắng xanh rất chi là đẹp luôn, bán anh chị em mình 8 triệu 900 ngàn đồng. 8 triệu 9. Vâng, Vision này màu xám bạc các anh chị nhé. Biển 60 Đồng Nai bán anh chị em mình 12 triệu 900 ngàn đồng. Rồi, Audi. Vâng, cái này AB2008 bình xăng cơ các anh chị này. Màu đỏ đen rất đẹp luôn này. Biển số 61 Bình Dương. 61 Bình Dương các anh chị nhá. Báo giá hai con đó để quay. Con này biển 61 Bình Dương này 9 triệu 300 ngàn đồng các anh chị nhá, 2008. Rồi. Con này AB. Con này AB2008 bình xăng cơ lên Thái, biển 60 Đồng Nai, rất đẹp luôn các anh chị này. 10 triệu 500 ngàn đồng. 10 triệu 500. AB đầu bò. Vâng, chiếc này AB đầu bò FI full xăng điện tử, trắng đỏ đen 3 màu phối hợp các anh chị nhé. Bán này chị em mình 11 triệu 500 ngàn đồng. Rồi, con bên này. Vâng, chiếc này biển 67 An Giang AB đầu bò màu đỏ đen nữa các anh chị này. Bán này chị em mình 11 triệu 500 ngàn đồng. Rồi, con này. Vâng, chiếc này AB biển 60 Đồng Nai các anh chị nhé. Bán này chị em mình 11 triệu 500 luôn này. AB đầu bò 11 năm luôn các anh chị này, màu trắng này, 4 chiếc đầu bò này đồng giá luôn á. Anh chị em mình thích xe nào lấy xe đó, thích biển số nào lấy biển số đó, rất là dễ dàng lựa chọn các anh chị nhé. Quay RX. Vâng, chiếc này là quay RX siêu nhân các anh chị này. Xe này, này ốc tán trắng phau luôn, dàn chân rất chi là con đẹp này là luôn. Gọi là bao cày bừa luôn này. Đấy, xe này mà đi cày thì thôi rồi luôn này, biển 61 Bình Dương. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các anh chị nhé. Bán này chị em mình 8 triệu 900 ngàn đồng nha các anh chị. 8 triệu 9 cho chiếc quay siêu nhân này, biển số 61 Bình Dương. Ai kết chốt ủng hộ em nhé. Vâng, đây chiếc xe quay Alpha các anh chị này. Quay Alpha này máy 100, biển số 59 Thành phố Hồ Chí Minh, phiên bản 2014 nhé. Bán anh chị em mình với giá là 10 triệu 800 ngàn đồng. 10 triệu 8 nha các anh chị. Rồi, AB. Vâng, chiếc này AB là 2008 bình xăng cơ các anh chị này, biển số 82 Gia Lai. Em bán anh chị em mình 8 triệu 700 ngàn đồng thôi nhé. 8 triệu 7 thôi. Đấy. Này trong kia trống à, thấy không? Đi nó trống, mấy bữa nay bán nhiều lắm, trống hết rồi. Đấy. Rồi. Đây, đây em mới về hai chiếc này. Con này là việc lấy ấy, nhưng mà con này lên gần như là gần full ấy. Đấy. Lên full ý luôn này. Phục vô phục đại phục rồi CB. Phục đẹp quá luôn. Này. Lên tay thắng gì đây, thanh kiến luôn, mà không biết loại gì. À, con này là 150 ý. À? 150 lên form ý này, năm bao nhiêu đây anh? 26 form ý nha các anh chị ơi. Ủa, con này đẹp quá. Con này giống lên bộ ấy luôn ta. Này, cực kỳ đẹp luôn đây các anh chị. Bao nhiêu, nói chuẩn vào. Giá bao nhiêu? 52 triệu 500 các anh chị nha. 52 năm nha nè. 52 năm cho một chiếc xe nha. SH150 2016 lên form ý này. Cực kỳ đẹp luôn các anh chị này. Con này đấy, tại vì nếu mà nó lên mâm nữa thì mắc lắm. Nếu anh chị các bạn đấy. Bây giờ mà up full hết giá nó khá là cao luôn. Nếu mà up áo không là ít nhất cũng phải 5 triệu. Còn lên chưa tính mâm này. Mâm thì cặp mâm 4 triệu nữa. Đẹp quá là luôn 9 này. Triệu. Lên cái cặp phuộc kia nữa là con này đồ chơi này. Xương xương là phải mười mấy triệu để ấp lên xương xương. À, thì ấy là em tính đây giá bình thường cũ á. Ta lên đến hai mấy triệu rồi. 52 năm các anh chị nha. 52 năm nha. Người ta lên kệ người ta đi, bây giờ mình con đẹp mua nãy cái xe nhìn. Này. 52 năm này lấy xe tại cửa hàng bán 52 triệu luôn. À, nhìn giống đấy. Như con ấy mà ấy thẳng rồi. Giống như ý luôn á. Rồi. Vision đây em mới về đặc biệt nha anh em. Một chiếc Vision bản đặc biệt này, màu xanh nhám cực kỳ đẹp luôn này, 2023 luôn ngay chị nha. Đẹp quá luôn, màu xanh nhám đẹp tuyệt vời luôn nè. Bán bao nhiêu đây anh? Quá đẹp luôn, 26 triệu 300 ngàn đồng ngay chị nha. 2023. Ô, biển số đẹp luôn này anh ơi. 23456. 95B2. 2456.
2456. Đấy. 95 Hậu Giang. 263 các anh chị nha. Ai rồi. Kết chốt nha các anh chị. Biển 60 Đồng Nai phiên bản 2014 15 gì đó các anh chị ạ. Bán anh chị em mình 14.900 nha. 14.900. 125. FI phun xăng điện tử này. Chiếc này future bụng bự luôn, biển 59 thành phố Hồ Chí Minh nha. Bánh mâm thắng đĩa em bán anh chị em mình 13.500 ngàn đồng. 13.500. Rồi tiếp tục future màu xanh. Future LED màu xanh biển số 71 Bến Tre các anh chị nhá. Em bán anh chị em mình 23.500 ngàn đồng. 23.500. Không có này. Vâng, chiếc này biển số 81 Gia Lai luôn này, bán anh chị em mình 235 luôn nha các anh chị. Rồi future neo. Vâng, chiếc này future neo này, biển 62 Long An em bán anh chị em mình 17.900 nhá. 17.900. Vâng, chiếc này Jupiter biển số 72 Vũng Tàu luôn 2019 các anh chị này. Em bán anh chị mình 14.500 ngàn đồng. 14.500. Và đây chiếc future biển số 84 Trà Vinh này, em bán anh chị em mình 16.800 ngàn đồng. Xe cực kỳ đẹp luôn các anh chị nhá. Đây, những chiếc xe Lít 125 này, FI phun xăng điện tử, chiếc này màu trắng nâu các anh chị nhá, biển số 67 An Giang. Em bán anh chị em mình với giá là 16.900 ngàn đồng. 16.900. Vâng, chiếc này màu trắng sữa bán 16.9 cho mọi người luôn này. Biển số 62 Long An. Và chiếc này màu xám xi măng, biển số 70 Tây Ninh, bán anh chị em mình 16.9 luôn. 17.9 mà giảm 1 triệu rồi nha các anh chị nhá. Rồi. Vision này, Vision này bên em bao la luôn này. Vision này 84 Trà Vinh các anh chị nhá. Bán anh chị em mình 19.500 ngàn đồng. Phiên bản 2017-18 luôn. Vision tiếp. Vision này 70 Tây Ninh này, bán anh chị em mình 20.05. 20.05. Vâng, chiếc Vision này cuối 2020 luôn, biển số 68 Kiên Giang. Em bán anh chị mình 21.500 ngàn đồng nha các anh chị. Vâng, chiếc này Vision biển số 62 Long An này, khóa thông minh cao cấp phiên bản 2020. Bán anh chị mình 22.900 ngàn đồng. 22.900. Vâng, chiếc này 48 Đắk Nông này, 2020 luôn, bán anh chị mình 22.900 luôn. Khóa thông minh nha các anh chị nhá. Rồi, đỏ đô. Đỏ đô này biển số 75 Huế Thương, 22.900 luôn, 2020 khóa thông minh luôn. Đỏ tươi. Đơn đỏ tươi này 61 Bình Dương 22.9 luôn. Cái này giảm rất nhiều rồi đấy các anh chị này. Và chiếc này 76-2020 này, 22.9 cho mọi người luôn này. Vision thì đang được giảm và xả lỗ rất nhiều luôn các anh chị nhá. Ai mua Vision thì cứ đến cửa hàng xe máy Cao Lê 497A Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương các anh chị nhá. Em cách cầu vượt Linh Xuân và cầu vượt Sóng Thần khoảng 1 cây số thôi. Ngay cổng chợ Dĩ An 2, gần chợ Dĩ An 1, gần công viên nước Dĩ An luôn các anh chị ạ. AB, vâng, AB này em mới về, chiếc AB này biển 69 Cà Mau phiên bản 2014-15 các anh chị này. Bán anh chị em mình 16.900 ngàn đồng nha các anh chị. 16.900. Tiếp tục AB. AB này 2017 biển số 68 Kiên Giang này, em bán anh chị em mình 19.900 ngàn đồng. 19.900. Vâng, chiếc này màu đen nhám biển 83 Sóc Trăng 2017 luôn các anh chị nhá. Bán anh chị em mình 19.900 luôn này. Lại là Vision nữa đây các anh chị này. Vision này màu đỏ đô, biển số 84 Trà Vinh, bán anh chị em mình 20.500 ngàn đồng. 20.500. Vâng, đỏ tươi này biển 69 Cà Mau, bán anh chị em mình 19.800 nha các anh chị nha. Vâng, chiếc này 84 Trà Vinh khóa thông minh cao cấp này, bán anh chị em mình 22.900 luôn nha các anh chị. Rồi, màu đen. Vâng, màu đen nhám này 2020 luôn, 22.500 nha các anh chị nha. 22.500. Vâng, Vision này biển 94 Bạc Liêu 215, bán anh chị em mình 20.500 luôn. Chiếc này 21 triệu biển 73 Quảng Bình, bán anh chị em mình 20 triệu luôn. Chiếc này bán anh chị em mình 20.500 ngàn đồng luôn, màu đen nhám rất đẹp luôn. Sần thì bên em bao la, nói chung là số ga côn bên em đều có này. Rất nhiều các mẫu xe tầm trung tầm vừa phục vụ tất cả anh chị em mình dịp cuối năm này. Cái này Grander các anh chị nhá. Phiên bản 2015-16 biển số 93 Bình Phước. Bán anh chị em mình 16.900 ngàn đồng. Rồi, vâng, chiếc này Vision biển số 92 này, bán anh chị em mình 23.900 luôn. Ủa, 23.900, bữa nay giảm triệu, bán 22.900. Rồi, chiếc Vision này biển 70 Tây Ninh 20.500 ngàn đồng cho anh chị em mình luôn, 2018 luôn. Chiếc này AB 2010 FI phun xăng điện tử các anh chị này, biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh, bán anh chị em mình 13.900 ngàn đồng. FI phun xăng nha các anh chị nhé. Vâng, chiếc Vision màu xanh nhám này biển số 61 Bình Dương 2015-16 luôn, bán anh chị em mình 17.900 ngàn đồng luôn nha các anh chị nhé. Cực kỳ đẹp luôn nè. Vâng, chiếc Vision này biển 70 Tây Ninh, bán anh chị em mình 19.800 ngàn đồng. Và chiếc này biển số 37 các anh chị nhé, bán anh chị em mình 20.500 luôn. Màu cam. Chiếc này màu cam đen 67 An Giang 20.500 luôn các anh chị này.
màu trắng. Và chiếc màu trắng này biển số 77 Bình Định bán này chị em mình 18.500.000 đồng. Tiếp tục là màu xanh. Vâng, chiếc này màu xanh đá khóa thông minh bán này chị em mình 22.900.000 luôn. Vâng, chiếc Vision này biển số 70 Tây Ninh bán này chị em mình 22.500.000 đồng luôn. Ai thích Noza thì mình chốt Noza cái chị này. Ai thích da nớt thì mới lấy da nớt này. Noza nhỏ nhắn xinh xắn bán này chị em mình 11.300.000 đồng. Cực kỳ đẹp luôn, biển số 71 Bến Tre. Vâng, chiếc da nớt này khóa thông minh phiên bản 2018 biển số 36 bán này chị em mình 15.900.000 đồng. Grander. Vâng, chiếc Grander này biển số 93 Bình Phước bán này chị em mình 16.900.000. AB 125 này mọi người. Đấy, chiếc AB 125 biển số 59 Thành phố Hồ Chí Minh này. Bán này chị em mình 16.900.000 đồng nha anh chị nhé. Rồi Vision màu đen ha. Vâng, Vision màu đen bóng biển 61 Bình Dương em bán này chị em mình 12.800.000 đồng. 12.800. Grander màu đỏ này. Vâng, Grander màu đỏ đô bán này chị em mình 15.500.000 đồng. Noza. Noza này biển số 68 Kiên Giang bán này chị em mình 11.000.000 nhé. Màu xanh đe, xanh nhám rất đẹp luôn này. Màu trắng. Janus biển 66 Đồng Tháp bán này chị em mình 14.900.000. Và chiếc Janus này màu xanh nước biển biển 67 An Giang bán này chị em mình 14.900.000 luôn. Vâng, chiếc Janus này biển số 93 Bình Phước bán này chị em mình 14.900.000 đồng luôn. Đây em có AB 2010, AB 208 rất nhiều luôn các anh chị này. Cái này AB 2010 FI phun xăng điện tử các anh chị nhé. Biển số 70 Tây Ninh bán này chị em mình 13.900.000. Quá à, quên FI phun xăng điện tử nha các anh chị. Vâng, chiếc này 61 Bình Dương này bán này chị em mình 13.900.000 luôn. Vâng, chiếc này 60 Đồng Nai này bán đồng giá cho mọi người luôn nhé, 13.900.000 luôn. Ai ít tiền hơn thì mình mua chiếc AB 2008 này. Chiếc này đẹp lắm luôn, cái chị này mới về đây, biển 59 Thành phố Hồ Chí Minh. 2008 bình xăng cơ nhưng mà xe rất chi là đẹp luôn. Bán này chị em mình 9.300.000 đồng. 9.300.000. Vâng, chiếc AB này biển số 72 Vũng Tàu này. Xe này 2008 bình xăng cơ luôn cái chị nha. Bán này chị em mình 8.700.000 đồng thôi nhá. Đi làm cũng rất chi là ok luôn này. Còn này. Cái này 2010 FI phun xăng điện tử biển số 67 An Giang. Bán này chị em mình 13.900.000 đồng. Đấy, em đến xe số rất nhiều luôn này. Quay Alpha. Này quay Alpha máy 110 biển số 66 Đồng Tháp này, phiên bản 2020. Bán này chị em mình 13.700.000 đồng. 13.700.000. Vâng, chiếc này 77 Bình Định này, bán này chị em mình 12.900.000 đồng. Vâng, chiếc này 61 Bình Dương luôn các chị nhá. 2020 luôn, em bán này chị em mình 13.700.000 luôn. Vâng, chiếc này 67 An Giang 12.900.000 nha các chị. Máy 110 này. Cái này là dòng xe siêu tiết kiệm xăng luôn, cho con em mình đi học đi làm rất là ok luôn các chị nhá. Vâng, chiếc này 2021-22 gì đó các anh chị nhé, biển 69 Cà Mau. Em bán anh chị em mình 14.500.000 đồng. 14.500.000. Vâng, chiếc này 61 Bình Dương này, em bán anh chị em mình 12.900.000 đồng luôn các anh chị nhé. Vâng. Chiếc Way Alpha này biển 68 Kiên Giang luôn này, em bán anh chị em mình 12.900.000 đồng luôn. Vâng, đây em có chiếc Way RX 110 FI phun xăng điện tử này, bánh mâm thắng đĩa luôn các anh chị nhé. 2018-19 luôn này, bán anh chị em mình 12.900.000 đồng. 12.900.000. Surus FI này nè. Surus FI phun xăng điện tử biển số 36 này, phiên bản 2022 các anh chị nhé. Bán anh chị em mình 14.500.000 đồng. 14.500.000. Bánh cầm thắng đĩa. Vâng, chiếc này bánh mâm thắng đĩa 2022 luôn các anh chị này, biển số 95 Hậu Giang. Bán anh chị em mình 15.700.000 đồng. Bánh mâm thắng đĩa phiên bản mới nhất nha các anh chị nhé. Surus mới nhất FI. Vâng, chiếc này phiên bản 2017-18 này, biển số 38 Hà Tĩnh. 11 năm nay bán anh chị em mình 11.000.000 luôn. Chiếc này 9.500.000 hôm nay bán anh chị em mình 9.000.000 luôn này. Surus biển số 48 Đắk Nông. Đó, đó là cái lô xe bên này, anh em nào mua dòng nào thì chịu khó nhắn tin qua Zalo cho chị Hà. Vâng, các anh chị qua Zalo với cho em xin một tin nhắn nha chị nha. Các anh chị ở gần thì cứ bớt chút thời gian ghé xem xe. Em hai bên cửa hàng cách nhau 10 mét thôi. Rất nhiều các dòng xe cho anh chị em mình lựa chọn nhá. Vâng, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Luôn tin yêu, luôn đồng hành, luôn chia sẻ và luôn ủng hộ em. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em mình nha. Nhớ like, chia sẻ, ủng hộ nha các anh chị.